Chào mừng các học sinh quay trở lại với kênh Thành Đô Vlog Nếu đây là lần đầu tiên các em đến với kênh Thành Đô Vlog thì vui lòng ủng hộ kênh Thành Đô Vlog bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông để nhận được những video mới nhất Và bây giờ mời các em mở sách và bài tập Tiếng Việt lớp 5 tuần 29 trang 66 chính tả Bài tập số 1 Đọc bài văn gắn bó với miền Nam Tiếng Việt Nam tập 2 trang 109-110 Viết lại những cụm từ chỉ các khuôn chương, danh hiệu và giải thưởng trong bài văn. Huân chương, danh hiệu, giải thưởng. Sau đó các em ghi lại nhận xét về cách viết các cụm từ này. Rồi bây giờ mời các em chúng ta cùng đọc bài văn gắn bó với miền Nam, sách tiếng Việt Nam tập 2 trang 109 110. Gắn bó với miền Nam. Bác sĩ Phạm Ngọc Thạch quê ở Quảng Nam, nhưng cả cuộc đời ông gắn bó với các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long ngay từ trước cách mạng tháng 8 1945. Ông đã góp công xây dựng nhiều cơ sở cách mạng ở Sài Gòn, thành lập đoàn thanh niên tiền phong Nam Bộ. Cách mạng thành công, ông phụ trách công tác ngoại giao của Ủy ban Hành chính lâm thời Nam Bộ và làm bí thư thanh niên tiền phong, rồi trở thành chủ tịch Ủy ban Kháng chiến Hành chính khu Sài Gòn Gia Định. Hòa bình lập lại, trên cương vị Bộ trưởng Bộ Y tế, ông đã có nhiều công hiến cho sự nghiệp bảo vệ sức khỏe nhân dân, đặc biệt là trong lĩnh vực chống bệnh lao. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, ông đã bốn lần đi bộ từ Bắc vào Nam và từ Nam ra Bắc để chỉ đạo công tác y tế chiến trường. Rồi lặng lẽ qua đời ngày 7 tháng 11 năm 1968 vì sốt rét trong một ngôi nhà tranh giữa chiến khu miền Đông Nam Bộ. Sinh thời, ông được đảng và nhà nước phong tặng danh hiệu anh hùng lao động và các phần thưởng cao quý. Huân chương kháng chiến, huân chương lao động. Sau khi mất, ông được truy tặng giải thưởng Hồ Chí Minh. Theo từ điển nhân vật lịch sử Việt Nam. Rồi trong bài này, chúng ta có các cụm từ chỉ các huân chương như là huân chương kháng chiến, huân chương lao động, danh hiệu như là danh hiệu anh hùng lao động, giải thưởng như là giải thưởng Hồ Chí Minh. Rồi như vậy là huân chương thì chúng ta có các cụm từ là huân chương kháng chiến, huân chương lao động, danh hiệu anh hùng lao động, giải thưởng giải thưởng Hồ Chí Minh. Ở đây chúng ta có nhận xét các cụm từ này được chia làm hai bộ phận. Huân chương là bộ phận thứ nhất, kháng chiến là bộ phận thứ hai. Huân chương là bộ phận thứ nhất và lao động là bộ phận thứ hai. Anh hùng là bộ phận thứ nhất, lao động là bộ phận thứ hai. Giải thưởng là bộ phận thứ nhất và Hồ Chí Minh là bộ phận thứ hai. Huân chương kháng chiến, huân chương lao động, anh hùng lao động. Thì các cụm từ này gồm hai bộ phận. Và người ta viết chữ cái đầu tiên của mỗi bộ phận là người ta viết hoa, chữ cái đầu tiên mỗi bộ phận người ta viết hoa. riêng cụm từ Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh là tên riêng thì người ta viết theo quy tắc là tên riêng. Rồi như vậy là chúng ta ghi nhận xét về cách viết các cụm từ đó. Mỗi một cụm từ trên đều được chia làm hai bộ phận, chữ cái đầu của mỗi bộ phận tạo thành các tên riêng này đều được viết hoa. Riêng cụm từ giải thưởng Hồ Chí Minh có Hồ Chí Minh là tên riêng chỉ người. Do đó viết hoa theo quy tắc viết hoa tên người Tiếp theo em sang bài tập số 2 Viết lại tên các danh hiệu trong đoạn văn dưới đây cho đúng Với các thành tích xuất sắc trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ Huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh đã được nhà nước tuyên dương đơn vị anh hùng lực lượng Vũ trang nhân dân Toàn huyện có hai xã được tặng danh hiệu đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân có 28 bà mẹ được tặng danh hiệu bà mẹ Việt Nam Anh Hùng. Đổi tên các danh hiệu trong đoạn văn này là Anh Hùng Lực Lượng Vũ Trang Nhân Dân và bà mẹ Việt Nam Anh Hùng. Thì đầu tiên là Anh Hùng Lực Lượng Vũ Trang Nhân Dân. Cũng từ này được chia làm hai bộ phận. Bộ phận thứ nhất là Anh Hùng và bộ phận thứ hai là Lực Lượng Vũ Trang Nhân Dân. Anh Hùng thì chữ cái đầu tiên của bộ phận thứ nhất là chữ a các em viết hoa lực lượng vũ trang nhân dân chữ cái đầu tiên của bộ phận thứ hai là chữ l các em viết hoa bà mẹ việt nam anh hùng chia làm hai bộ phận bà mẹ việt nam là bộ phận thứ nhất anh hùng là bộ phận thứ hai rồi bà mẹ việt nam chữ cái đầu tiên của bộ phận này là chữ chữ b các em viết hoa việt nam là tên riêng rồi để viết theo quy tắc tên riêng Danh từ riêng. Rồi anh hùng là bộ phận thứ hai, chữ cái đầu tiên của bộ phận này là A, các em viết hoa. Rồi như vậy là video hôm nay xin được kết thúc ở đây. Cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video. Đừng quên ủng hộ kênh Thành Đô Vlog bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông để nhận được những video mới nhất. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp. Chúc các em học tốt.